Xin chào các bạn đã quay trở lại với Gia Bảo Luxury. Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu điều gì sẽ cải thiện tính chính xác cho chiếc đồng hồ Rolex của bạn. Và bây giờ sẽ là 4 nội dung chính. Đầu tiên là liên quan đến vấn đề từ trường. Thứ hai là giữ cho đồng hồ được lên cót đúng cách. Thứ ba là tránh xa va chạm mạnh. Và thứ tư, cuối cùng, khi đồng hồ vận hành sai thì chúng ta nên làm gì? Và bây giờ chúng ta hãy cùng trao đổi với anh Nguyễn Minh Nghiệp để giải đáp những thắc mắc này nhé. Vâng, xin chào anh em. Hôm nay thì tôi quay trở lại với một không gian mới, với một nhân vật mới. Em Hưng Vlog. Anh em. Hôm nay thì đây là em Hưng MC. Đây là một MC mới rất là tiềm năng và triển vọng của Gia Bảo Luxury. Thì cái chủ đề ngày hôm nay thì chúng tôi muốn đề cập tới anh em, đó chính là tính chính xác của một chiếc đồng hồ Rolex. Thì như em Hưng cũng có vừa trao đổi 4 câu hỏi. Thì hôm nay thì tôi cũng rất là mong muốn để chia sẻ những cái kiến thức của mình cũng như là những cái trải nghiệm của mình về tính chính xác của chiếc đồng hồ Rolex. Và ngày hôm nay thì tôi cũng đang đeo một chiếc đồng hồ Rolex. Thì đầu tiên ấy, để nói về tính chính xác của Rolex và ổn định bền bỉ thì chắc hẳn là trong chúng ta không có ai có thể phủ nhận được cái tính chính xác rất là cao và tính ổn định của đồng hồ Rolex, đúng không ạ? Câu hỏi đầu tiên của Hưng lúc đấy hỏi anh là gì nhỉ? Ok, bây giờ chúng ta giải đáp luôn anh nhé. Câu hỏi đầu tiên của em sẽ là liên quan đến vấn đề từ trường. Từ trường à? Đầu tiên ấy thì vấn đề từ trường nó là nỗi sợ hãi với tất cả những thương hiệu đồng hồ, chứ không phải riêng như Rolex, mà Rolex ấy nó gọi là một chiến binh, nó còn không sợ nhất ấy. Mà để tôi giải thích với anh em nhé, thương hiệu mà rất sợ từ trường, mà tôi rất sợ khi đứng cạnh loa đài ấy, đấy chính là thương hiệu Blancpain. Mà mỗi khi mà tôi đeo Blancpain và đứng cạnh loa ấy, mà nói chuyện mà với các anh em mà đứng cạnh loa ấy, thì ngày hôm sau là thôi, một là phải đi khử từ, hai là nếu mà nặng hơn ấy, mà nó dính dây tóc ấy, thậm chí là phải nối lại dây tóc, tức là phải nắn lại dây tóc đó. Không riêng gì Rolex mà tất cả những thương hiệu đồng hồ đều sợ từ trường như trẻ con sợ ma vậy các bạn ạ. Đấy thì giải thích về vấn đề từ trường ấy, thì nó là như vậy, ngắn gọn nó là như vậy. Chúng ta chỉ có một cách duy nhất thôi, đó chính là chúng ta cố gắng là càng tránh những nguồn từ trường lớn, càng xa càng tốt. Nên tránh xa. Đúng vậy. Từ trường thì nó xuất phát từ đâu? Nó từ loa đài, tủ lạnh. Đó. Hay là nếu như ngày hôm nay chúng ta sử dụng những chiếc đồng hồ có chống từ trường mạnh như là Rolex với cái dây tóc xanh Cerachrome, thì nó chỉ hạn chế từ trường ở một mức độ nhất định. Hay là những chiếc Omega bằng dây tóc silicone thì nó sẽ ở một mức độ nhất định thôi. Nhưng nếu mà các bạn dí sát vào một cái loa, nó đập thình thịch ở trong các quán bar ấy, thì đảm bảo ngày hôm sau có đồng hồ nào nữa thì nó sẽ cái tính chính xác của nó sẽ có vấn đề. Đó, đầu tiên ấy, nó là cách sử dụng, là chúng ta phải tránh những nơi có phát ra từ trường. Đó là câu hỏi vậy thứ nhất. Chốt lại là những cái vấn đề liên quan đến từ trường là chúng ta nên tránh xa. Dù đồng hồ có kháng hay như thế nào chẳng nữa thì tránh xa vẫn tốt hơn, đúng không anh? Chính xác. Okay. Và câu hỏi thứ hai mà em muốn hỏi anh là làm thế nào để chúng ta có thể giữ cho đồng hồ được lên cót đúng cách? Cái câu hỏi này thì là một cái câu hỏi mà khá là nhiều anh em cũng nhắn tin đến kênh YouTube của Gia Bảo Luxury và hỏi cái vấn đề về lên cót đúng cách. Thì với những chiếc đồng hồ Rolex thì các bạn yên tâm một điều ấy, là Rolex là một trong những thương hiệu mang tính chất bền bỉ này, cỗ máy rất là vận hành rất là tốt, tính vận hành cao. Có nghĩa là sao? Một chiếc đồng hồ ví dụ như là chúng ta đeo thường xuyên như này ở trên tay, một chiếc đồng hồ Rolex máy mới hay máy cũ chúng ta chỉ đeo khoảng tầm 12 tiếng đến 15 tiếng vận hành, đeo cổ tay, vận động cổ tay thường xuyên như này, thì chiếc đồng hồ sẽ lên đầy cót. Và khi mà lên đầy cót rồi thì chiếc đồng hồ đó sẽ vận hành ổn định ở trong 2 ngày đến 3 ngày với những cỗ máy mới. Thì sau 2 đến 3 ngày đấy, nếu như khi mà chiếc đồng hồ mà lên đầy cót nhá, và chúng ta để nó sang một bên, 2 3 ngày sau chúng ta đeo trở lại và nó không hoạt động ấy, thì chúng ta có thể lên cót bằng tay. Khi mà chúng ta lên cót bằng tay ấy, thì chúng ta chỉ cần lưu ý một điều thôi. Với những chiếc đồng hồ Rolex thì chúng ta chỉ cần lên cót khoảng tầm 5 đến 10 vòng, xong đó chúng ta đeo lên tay và chúng ta vận hành hàng ngày. Đó, rất là đơn giản. Rất là đơn giản. Và cái tính chính xác của đồng hồ Rolex thì nó mà cái tính chính xác của đồng hồ Rolex ấy, thì nó không có quá nhiều ảnh hưởng từ cái vấn đề lên cót lắm các bạn ạ. Nên là việc chúng ta để làm với đồng hồ Rolex rất là đơn giản, không phải suy nghĩ nhiều, đó là lên cót 5-7 vòng, vặn lại núm, đeo lên tay, hết. Không đến 1 phút, quá là nhanh luôn. Và lại vận hành liên tục hàng ngày. Đúng. Ok. Và câu hỏi thứ 3 thì em thấy đây là một câu hỏi mà
có khá là nhiều người đặt ra là về vấn đề va chạm gì sao anh? Va chạm mạnh đấy. Ừ, thì về vấn đề va chạm mạnh thì nói như này để cho chúng ta dễ hiểu nhé. Ngay chúng ta lưu thông ấy, ở trên đường thôi, chúng ta va chạm xe, đúng không? Thì chúng ta có thể là ảnh hưởng nhẹ nhàng thì xây xát, nhưng mà nặng hơn thì có thể gãy tay gãy chân, mà thậm chí nguy hiểm tính mạng. Đồng hồ cũng như vậy, và đồng hồ ấy nó là những cái mảnh ghép rất là nhỏ và được chế tác rất là tinh vi, nên là bất kỳ một va chạm nào dù là nhỏ nhất nó cũng có ảnh hưởng đến cỗ máy của đồng hồ, đúng không ạ? Va chạm nhẹ đã ảnh hưởng rồi thì va chạm mạnh thì chúng ta đồ vật gì nó cũng vậy thôi, đúng không? Đúng không? Đấy. À, với mà đây nhá, thật sự mà nói ấy, Rolex ấy, nó còn rất là bền bỉ, rất là chắc chắn, nó như kiểu một người đô vật ấy, nó rất là cơ bắp, nên là cái việc mà va chạm ấy, nó đôi khi nó cũng ảnh hưởng. Nhưng với những thương hiệu khác nhá, ví dụ như những chiếc đồng hồ Tourbillon chẳng hạn, chỉ cần đôi khi chúng ta chỉ đập bụng cái này nhẹ không may cái thôi đồng hồ đơ luôn rồi. Nhưng Rolex ấy, thì có lẽ là những cái va chạm như này thì nó không có quá ảnh hưởng. Nhưng nếu như mà chúng ta ngã xe hay là chúng ta đập rất mạnh vào tường thì cái việc mà cái trong cái chiếc đồng hồ ấy, nó có một cái cơ cấu, một cái bộ điều hòa, thì rất dễ cái bộ điều hòa đấy nó sẽ bị bung ra và cái chiếc đồng hồ của chúng ta nó sẽ không hoạt động nữa đó. Thì với một chiếc đồng hồ Rolex chúng ta cũng nên hạn chế va đập đó, vậy thôi. Còn khi mà chúng ta đeo những chiếc đồng hồ khác phức tạp, có nhiều chức năng phức tạp hơn, thì chúng ta phải gần như là tôi đang nói vui với anh em ấy là phải quấn băng keo này. Nhất là những chiếc đồng hồ rất là tiền, nói vui là đeo phải rất là cẩn thận, để đồng kính để ở nhà thôi chứ không dám đeo ở tay, và đeo phải rất cẩn thận và không nên đi xe máy, không nên đi xe máy. Hôm vừa rồi thì tôi có ngã xe máy, may mà tôi rất là giữ cái quan điểm của mình ấy là không đi xe máy, khi đi xe máy thì không đeo đồng hồ. Và hôm đấy thì nằm ra đường, may mà không đeo đồng hồ gì cả. Đấy. Hoặc là nếu ngã thì đừng để tay xuống trước. Đấy. Ôi nhưng mà ngã thì là theo bản năng ấy là chúng ta sẽ đặt, đúng rồi, lại chúng ta sẽ tay xuống trước để đỡ. Chúng ta sẽ chặt xuống, đúng không? Đúng. Và rồi, cái ảnh hưởng đầu tiên ấy nó sẽ ảnh hưởng đến cái đồng hồ, đúng không ạ? Đấy, thôi thì cổ bền tại người, đúng không? Đấy. Nói chung là dù gì thì gì vẫn không nên va chạm dù là nhỏ nhất. Chắc chắn là như vậy. Ok, bây giờ qua câu hỏi tiếp theo anh nhé. Và câu hỏi cuối cùng mà em muốn đặt ra hỏi anh là nếu như chiếc đồng hồ của chúng ta vận hành sai thì chúng ta cần làm gì? Đầu tiên ấy, thì chúng ta khi mà vận hành sai của một chiếc đồng hồ thì nó có nhiều nguyên nhân lắm. Có thể là nếu như cái chiếc đồng hồ đấy mới mua, đúng không, mà nó vận hành sai, thì chúng ta việc đầu tiên ấy là chúng ta không nên tự nghịch ngợm hay chúng ta mầy mò gì mà chúng ta tự mở ra cả. Vì mỗi khi chúng ta làm như thế nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc bảo hành của hãng với chiếc đồng hồ mới đó. Nên là cái việc đấy của chúng ta, việc đầu tiên là chúng ta phải gửi vào hãng. Hiện tại ở Việt Nam thì có trung tâm bảo hành của hãng ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Thì nếu như anh em ở Hà Nội hay là ở Đà Nẵng mà sử dụng đồng hồ Rolex mới, mua ở đâu cũng được, thì anh em mà ngại hoặc là vận chuyển hay gì đấy thì anh em có thể ra nhờ ra bảo Luxury ở Hà Nội hoặc Sài Gòn, chúng tôi sẽ hỗ trợ ở Hà Nội hoặc là Đà Nẵng. Sài Gòn thì cái trung tâm bảo hành thì nó đang ở Sài Gòn rồi đó, thì chúng tôi sẽ giúp anh em là đem ra hãng bảo hành với một chiếc đồng hồ mới. Còn với một chiếc đồng hồ mà đã qua sử dụng ấy, khoảng 5 năm trở lên, nó đã bị out of date hoặc là một chiếc đồng hồ mất thẻ, thì nó cũng sẽ rất nhiều nguyên nhân. Có lẽ là có thể là nó đến thời gian bảo hành này, hay là giống như cái lý do như em vừa nói là đồng hồ va chạm mạnh này, nó đều ảnh hưởng đến tính chính xác của chiếc đồng hồ đó. Vậy vì việc chúng ta làm nên làm là gì? Thứ nhất là chúng ta nên tìm một cơ sở kinh doanh uy tín đó, hay là đơn giản nhất nhá, chúng ta đem vào hãng. Không phải là quá là ấy rồi, đúng không? Không phải là ra bản Luxury luôn nói với cả người chơi và người đeo ấy, nếu như chúng ta có kiến thức rồi thì chúng ta có thể là tìm đến những nơi uy tín, nhưng nếu như chúng ta chưa có kiến thức thì chúng ta hãy đem vào hãng, an toàn, rất là an toàn, hiệu quả đó. Và hãng đưa ra thì nó là tiêu chuẩn cao nhất rồi, và họ sẽ có những cái phương án để cho chúng ta xử lý chiếc đồng hồ chúng ta quay trở lại hoạt động ngon lành cành đào, đúng không đó. Và bởi vì làm sao, những chiếc Rolex nó rất là mắc tiền, vài ngàn đến vài chục ngàn đô, chúng ta nên hết sức là cẩn thận khi đưa đến những nơi không uy tín đó. Đây là một cái điều mà tôi khuyên anh em, đồng hồ của chúng ta mà, tiền và tài sản của chúng ta mà. Nên là chúng ta phải hết sức cẩn thận khi mà chúng ta quyết định mở một chiếc đồng hồ hay làm một chiếc đồng hồ mà không phải ở tại hãng.
Ok, cảm ơn anh. Thì vừa rồi thì anh Nghiệp cũng đã trả lời giải đáp hết tất cả 4 cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay. Còn nếu như các bạn có một câu hỏi gì thì hãy comment xuống bên dưới và Gia Bảo Luxury sẽ giải đáp hết cho tất cả các bạn nhé. Còn bây giờ chắc là chào thôi nhỉ. Ừ, chào thôi em. Ok, bây giờ thì cũng là lúc kết thúc video rồi. Và tôi, Hưng MC và anh Nghiệp đấy, thì cũng phải tạm biệt các bạn tại đây thôi. Và hẹn các bạn vào số tiếp theo của Gia Bảo Luxury. Và đừng quên ấn nút subscribe kênh Gia Bảo Luxury nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Vâng, xin chào.